Đối với lại mảng thì mình sẽ quan tâm, thứ nhất là list nè, thứ hai là array, thì mình mới đến array list. Hôm trước mình đã phân tích kỹ rồi. List có ưu điểm là gì? Thêm thoải mái, nhưng mà không có chỉ mục, không có truy cập ngẫu nhiên được. Array thì truy cập ngẫu nhiên được, nhưng mà giới hạn về kích thước, mình phải biết trước kích thước là bao nhiêu. Đó, mình muốn mở rộng nó không được. Thì tí nữa mình sẽ demo, trước tiên là mảng, sau đó là array list, list array trước ha, array. Như vậy ở đây số phần tử của mảng là nó bắt buộc phải có. Mình có một căn phòng 30 ghế, 20 ghế là chắc chắn chừng đó ghế, không thêm, không bớt. Mình thuê một chiếc xe 7 chỗ, mình chở một khách, còn dư 6 chỗ vẫn phải đi, không bớt được. Đó. Còn nếu như mà mình có 8 khách thì một người phải ở nhà, tại vì xe mình có 7 ghế thôi. Rồi, ok. Như vậy cái phần tử của mảng nó cố định, mình khai báo trước bao nhiêu thì nó lấy bấy nhiêu. Cú pháp mình khai báo thì kiểu dữ liệu tên, đó là khai báo thông thường, hoặc là mình sẽ khai báo là sau đó mình sẽ nêu. Đây là cách thứ nhất, mình khai báo xong rồi mình phải nêu. Như vậy chỗ này thầy sẽ sử dụng cái slide 2. Hôm trước là mình đang sử dụng cái slide 2 để demo phần này. Rồi, chúng ta sử dụng cái slide 2. Như vậy mình sẽ có một cái mảng kiểu in. Mình ghi là mảng in. Hết. Mình sẽ có, đây là kiểu bình thường. Còn nếu kiểu mảng thì mình thêm ở chỗ này là mở đóng ngoặc. Đây là kiểu mảng. Nó chỉ khác kiểu biến bình thường là mình không có cái mở đóng ngoặc vuông. Đó là kiểu mảng ha, kiểu mảng. Rồi sau đó mình sẽ xuống là mảng in này nó sẽ bằng new in mở ngoặc với kích thước 10 phần tử chẳng hạn. Mình khai báo. Và chỗ này khai báo số phần tử nhưng không khởi tạo. Mảng in này nó không có giá trị. Vậy bây giờ mình có là double đi. Double. Mảng double. Mình sẽ có mảng double tương tự như vậy. Mình sẽ có mở đóng ngoặc ở đây. Và bây giờ mình có thể không cần phải hai dòng. Mình có sẵn ở đây bằng new double. Và cái chỗ new double này mình có thể làm giống như ở trên, mình cho vô đây là 10 phần tử. Mình cũng có thể không cần, bằng cách mình gán số phần tử vào đây luôn. Ví dụ double của mình là 1,2.5,3 7,8.4. Như vậy mảng của mình đang có 1, 2, 3, 4 phần tử. Đó là phần khởi tạo mảng. Như vậy bây giờ mình có 3 mảng rồi, có 2 mảng rồi. Mình sẽ xuất cái mảng này ra. Hoặc là trong này nó có thêm một cách nữa mà mình, chỗ này là mình khai báo mảng có kiểu rõ ràng, kiểu in, kiểu double. Mình có thể khai báo một cái mảng mà không cần biết trước kiểu. À, không cần biết trước kiểu. Và new mở đóng ngoặc và gán cho nó một cái kiểu bất kỳ. Ha. Đó, gán cho nó một cái kiểu bất kỳ. Như vậy thì tại thời điểm này chúng ta sử dụng từ khóa va thì chúng ta có thể gắn được các cái loại dữ liệu vô đây. Và sau đó thì mình lại muốn ép cái kiểu bên nó thành kiểu block double đó được không? Rồi, như vậy em đang sử dụng là va xong rồi new rồi gán kiểu vô. Và thì thường là máy nó sẽ nó tự xác nhận đó là kiểu gì. Ừ. Ví dụ như máy
mấy trường hợp mấy nó xác nhận đó là kiểu anh đi, và sau đó tự nhiên em đổi ý, em muốn đổi lại cái mạng ra khai báo đó thành kiểu double đi. Ừ. Rồi mạng ha, và mạng nè bằng new, mình sẽ gán cho cái giá trị của nó là một cái danh sách. Ở trong này trước tiên là mình gắn số 1, phải mình gắn là 7.5, phải mình gắn kiểu string vô đây, ví dụ như là bình, mình gắn giới tính vô đây, ví dụ như chỗ này là số thứ tự nè, tên nè, tên, điểm, giới tính, ví dụ như là true. Còn kiểu dữ liệu nào nữa không? Hả? À, trống, ok. Rồi, như vậy mình đã khai báo kiểu mạng. Bây giờ mình xúc trước đi. Xúc trước đi. Mình sẽ sử dụng vòng for. Chỗ này là mình xúc mạng. Ở trên này là mình khai báo mạng. Bây giờ xuất thì mình sẽ dùng vòng for. Nếu trong trường hợp mà mảng của mình là có một kiểu dữ liệu thì mình có thể dùng for it. Ok, bây giờ mình dùng vòng for trước. Mình thử xuất cái mảng in này ra coi nha. For int y bằng mấy? Không, chỉ mục của nó là bằng 0. Mảng in này chấm len độ dài ha, độ dài mảng, rồi y cộng cộng mình sẽ xuất nó ra console write một khoảng cách, hai khoảng cách để cho nó trống. Mình sẽ có mảng in thứ ha, thứ y. Rồi, xuất cái mảng này ra coi. Xem thì nó báo gì. Đó là mảng đầu tiên. Lỗi ha. Chỗ này của mình nó đang xuất ra cái dữ liệu mà không có. Dạ. Đâu, mình đang xuất mảng in mà. Bây giờ mình đổi thành mảng double. Nó xuất cái mảng double ra. Coi xuất được không? Đâu bị gì? Lỗi đâu? Cái gì mà double? Ừ, sorry. Y nhỏ hơn chứ? Y nhỏ hơn. Mảng double mà sao lỗi? Kiểu double mà. Mảng double, new double. Rai mạng double thứ. Lỗi gì ta?
đang dừng ở đâu sao lại lỗi? Slay 2 pin 268975. Xuất cái cũ ra. Khai báo mạng in. Nhưng đó là cái cũ. Cái cũ dữ liệu cũ. Chương trình cũ. Rồi, ok. Cộng 123. Rồi. Bây giờ cái chỗ này mình khai báo mãn của kiểu in. Mãn in bằng new in 10. Mình chỉ khai báo thôi, mình không dùng luôn. Ok. Quay lại, mình xuất mãn in này thì nó sẽ lỗi nè. Rồi. Dạ, 10 phần tử của mình, phần tử không có gán thì nó tự động gán cũng không. Bây giờ mình sẽ coi đối với lại cái va. Va mình biên dịch tự coi nó nói gì. Đây, vấn đề là chỗ va nè. Nó chưa có nhận diện được cái kiểu khai báo ở bên trong mảng của mình. Lập trình null true. True không thể chuyển kiểu. Đây là cái mà nó quan tâm nè. Bây giờ mình bỏ cái true này đi. Mình thay bằng số 9 được rồi. Sao cũng lỗi. Hả? Và va là kiểu tự do mà. Đúng rồi. Rồi, ok. Lý do tại vì thực chất á, khi các bạn va thì nếu như mà các bạn để cùng kiểu thì được. Rồi, ví dụ như vậy thì nó hiểu đây là mảng gì. Rồi, nó hiểu đó là mảng nước bột. Đó, vấn đề của va ha. Rồi, bây giờ dưới này nó tự nhận diện xong. Mình đổi đây thành chữ. Mình đổi đây thành chữ. Đổi này thành chữ. Rồi. Như vậy nó sẽ hiểu ở đây là mảng kiểu chuỗi. Nó tự hiểu mảng kiểu chuỗi. Cho nên mình khai báo ban đầu mà mình bảo nó là kiểu nhiều thì nó không có ép kiểu qua một một kiểu được, cho nên nó báo lỗi. Cùng với nhau đó, cùng với nhau thì mặc định là nó ép cho mình một kiểu. Kiểu ở đây là kiểu chuỗi. Rồi, như vậy thì nếu như giả sử khi mà mảng này đã được khai báo và đã được gán kiểu chuỗi thì xuống đây giả sử mình lấy làm mảng ở đó là mình có là 0, 1, 2, 3, 4, mảng số 5 mình sẽ gán bằng một con số
thử nó như thế nào. Rồi mình gán lên đây luôn đi. Rồi bây giờ xuất mạng. Lỗi không? Lỗi. Tại vì nó không ép được cái mảng này qua. Đấy. Như vậy thì khi mà các bạn xài từ khóa va thì các bạn sẽ chú ý ở chỗ này. Nó nói là tự do sử dụng kiểu nào cũng được, nhưng mà kiểu nào phải là một kiểu. Đó là khai báo mạng, xuất mạng. Bây giờ đến phần nhập, nhập mạng. Nhập mạng thì các bạn dùng gán thôi. Ví dụ như là cái mạng nguyên đầu tiên mình chưa có phần tử, mình gán nó vào, mình cho năm đi, nhán cho nó nhanh. Mình sử dụng còn for. Mảng của mình là mảng in. Mảng in. Sau đó mình sẽ write ra câu thông báo nhập. Hoặc là mình để A mở ngoặc cộng với Y cộng 1 để cho con số của mình nó bắt đầu từ 1 cho nó dễ nhìn, cộng với chuỗi đóng ngoặc bằng. Đó là mình đưa ra câu thông báo để cho người ta nhập. Mà câu thông báo thì mình nên dùng write thôi chứ đừng có dùng write line. Write line nó xuống dòng. Rồi mình sẽ gán vào mảng in thứ y sẽ bằng ép kiểu qua. Ép kiểu qua thì mình có nhiều cách. Mình có thể dùng in bạc. In bạc qua. Rồi bạc cái gì? Bạc cái console. Console read. Read line. Read line. Nhập chuỗi. Mình ép kiểu đó qua. Và sau khi mình chạy xong thì mình đã có được mảng. Nhập mảng. Chỗ này có bạn sẽ không dùng cái này mà chúng ta sẽ sử dụng một cái khác tí xíu. Mảng thứ y nó sẽ bằng try. Ừ. Đó. Bạn sẽ dùng try. Try. Như vậy try để làm gì? Khác cái bạc cái gì? Ép được ép, ép không được thôi, bỏ. Còn thằng trên là nó cố ép. Ép không được lỗi. Tức là nó cố. Còn thằng này thử thôi. Được. Được làm không được thôi, làm gì căng. Ha, mình sẽ thử hai chỗ này. Trước tiên là mình xài cái lệnh bạc trước. Rồi bây giờ sau đó thì mình xuất cái mảng ra. Nhập xong rồi xuất ha. Sau này thì chúng ta sẽ viết các cái nhập và xuất này ở thành cái hàm riêng. Thành cái hàm riêng để cho nó dễ. Chứ nếu mình làm chung thì nó hơi khó nhìn. Mảng vừa nhập. Mình đang dùng là read line trực tiếp. Mình dùng đang bạc trực tiếp. Mình không có try. Rồi mình nhập 5 7 3 9 4. Mảng nập là 5, 7, 3, 9, 4. Nếu trong trường hợp mà mình nhập lại chỗ này, mình sẽ control right. Chỗ này mình nhập lại mà mình nhập sai. Ví dụ 6 D Hello.
Nó báo lỗi, lỗi nhập liệu ha. Bây giờ mình không sử dụng lệnh này nữa, mà mình sẽ sử dụng cái stop nó đi bạc, thử xem chuyện gì xảy ra. Tại sao? Nó báo gì? Nó nói là lỗi cái cấu trúc nè. Nếu như mà bạn try bạc, nếu mà không được thì sao? Đâu có. Này là nó đang bắt lỗi đó. Mình phải biết cách đẩy lỗi ra đi đâu. Try bạc. Nhìn cấu trúc. Tưởng là giống nhưng mà không giống, cấu trúc nó khác. Nhìn kiểu. Và ở đây nếu như bạn muốn dùng try bạc thì bạn phải có đẩy cái mảng thứ y ra phía sau. Tu cái gì đó. Và cái kiểu dữ liệu của nó là trả ra true false. Chú ý giùm thầy. Mình không phải dùng giống như try, dùng giống như bạc được. Try bạc nó sẽ khác. Ở đây nè, nó nói nè, cái cách sử dụng ở trên cái phần tiếp của nó nói nè. Try in, try bạc, đưa vô một cái dữ liệu là gì? Một cái kiểu read only, cái kiểu để mà mình đẩy qua. Rồi, nếu như không hiểu thì mình có thể sử dụng cái gì? GitHub exam. Đây là cách để mà chúng ta tra code. Đây. Như vậy, nếu như mà bạn dùng try thì chỗ này bạn đưa vào một chữ s phẩy out n. Và dữ liệu của mình đẩy ra đây là true false. Như vậy thì bạn muốn dùng ở đây, bạn phải khai báo như thế này. Mình không dùng trực tiếp. Thì mình sẽ in try batch phải out nó ra. Out nó ra đây. Nhập vô đây. Out ra đây. Rồi, chạy lại thử coi. Nhập 3, ok. Nhập F. Không nói gì. Nhưng mà F không được. Enter. Chú ý nha, nó bỏ nha. Coi chừng nha. Nó bỏ luôn á. Rồi, 6, H, 9, 0 nè, 0 nè, không được thì thôi, thôi là vẫn lướt. Chỗ này mình phải chú ý nha. Đây nè, chỗ này ép được thì ép, không ép được thì thôi, nét tiếp. Mà nét là y nó cộng cộng rồi đó, là nó qua phần tử tiếp theo đó. Cho nên là chỗ này mình phải hết sức lưu ý chỗ này. Mình dùng cái là nó lướt luôn á. Cho nên ép được thì ép, ép không được thì thôi, thì phải dùng while để nhập lại cho đến khi nào được thì thôi. Được chưa? Để nhập lại cho đến khi nào được thì thôi. Như vậy nếu như bạn muốn thì bạn lại đổi tiếp ở chỗ này là gì? Là while. Càng ngày càng khó một tí nha. Được chưa? Như vậy thì chỗ này mình sẽ làm gì? Why hay là do why? Do why. Mình why luôn. Tại vì mình nhập mình kiểm luôn ngay lập tức. Nhập kiểm luôn.
nhập là kiểm luôn. Rồi nếu không được thì sao? Nhập lại. Rồi thử chỗ này mình cứ để vậy, nếu mà không được thì tí nữa mình phủ định chỗ này. Tức là mình nhập, mình code mà đôi khi mình cũng không lười suy nghĩ. Chạy thử. Đúng không? Rồi bây giờ mình chạy thử chỗ này nha. Lười suy nghĩ. A, chỗ này mình nhập chữ A, enter, vậy là nó nhảy luôn rồi đó. Vậy là sao? Là khi mà vậy thì mình phải sửa code đó. Ừ, mình sửa code. Nhập đúng thì nó không chịu ra, mà nhập sai thì nó lướt. Vậy thì chỗ này phải phủ định lại. Được không? Rồi. Chỗ này số 3 qua A2, số 4 qua A3, chữ A, A3 trở lại, H, A3 lại, 8, ok, A4, A4, 9, ok, 6, ok, 3, 4, 8, 9, 6, ổn không? Ổn nha. Còn tại sao? Tại sao thì mình sẽ giải thích rằng gì? Bạch, nếu như nó bạch được, thì nó ra kết quả là true. Đúng không? Mà cái dòng while là gì? True thì lặp. Hiểu chưa? Đôi khi mình không cần hiểu trước, mình cứ chạy đi, rồi tí nữa mình quay lại mình hiểu sau, đôi khi lại dễ hiểu hơn. Đấy. Nhập số 4 là đúng, đúng thì lặp, nhập tiếp, lặp nữa. Nhưng mà đâu phải ý mình. Ý mình là khi nào mà sai thì mới lặp. Đó, như vậy mình đã sử dụng được try, bat để lặp lại. Như vậy chỗ này của mình vừa hôm trước thầy có nói là gì? Validate. Như vậy là mình đã validate được chưa? Rồi đó. Nhập kiểu mà không phải là nó văng. Kể cả bạn nhập vô kiểu double nó cũng văng luôn. Nó bắt nhập lại hết. Nha. Nếu như chỗ này thì mình yêu cầu là nhập lại cho nó khác cái thằng nhập lần đầu. Đó. Cái thằng lần đầu là nó nhập lần thứ nhất, còn vô đây là nhập lại. Kịp không Thái ơi? Dạ, tạm được thầy ơi. Nó hơi ngối xíu. Rồi từ từ xem lại, code phải lỗi nó mới vui chứ code một lèo mà nó suôn sẻ hết đôi khi đâu có nhớ. Xì xì đánh thầy ơi. Rồi như vậy thì mình đã có khai báo mãn được rồi nè. Chú ý chữ V hồi nãy lỗi chỗ này, đúng không? Cái thứ hai là mình sử dụng try bạch mà mình dùng trực tiếp nó không được, mình phải đẩy go to out cái gì đó và mình tận dụng nó để mình làm là nhập lại cho đến khi nào đúng kiểu thôi. À, rất nhiều nhiều cái lợi ích ở trong bài này. Chúng ta đang dùng mãn, đó là chúng ta đã ôn tập được phần mãn ha. Và nếu như các bạn sử dụng short đi, mình đang sử dụng cái này là mãn số nguyên, thì trước khi mà các bạn nhập thì nó sẽ lung tung, nhưng mà sau đó bạn sẽ sử dụng cái array.sort, bạn sẽ sắp xếp cái mãn in này theo thứ tự gì? À, theo thứ tự bé đến lớn, thứ tự tăng dần, và mình xuất lại một lần nữa.
Mình nhập A bằng 6. Mình nhập B chữ D, nó bảo là nhập lại A2. Chữ E nhập lại A2. 5 8 9 2. Rồi mình chưa xuống dòng cho nên là mình khó thấy. Như vậy chỗ này bạn xuống dòng cái thì bạn sẽ thấy nó sắp xếp. Bạn thấy nó sắp xếp. Đến đây ổn ha, chắc khỏi demo lại. Mình đã xong cái phần mảng.